Rồi, xin chào tất cả anh em toàn thể mọi người nha. Thì các bác nha, trên toàn quốc nha, bên em này lại giới thiệu cho tất cả các bác cùng tất cả anh em là cái bộ tời điện 12V hay 2000. Đấy, con này thì nó siêu khỏe rồi. Thì nó gắn cho xe bị thụt nhá, hoặc là các bác là cẩu kéo rồi nhá. Thì bên em chuyên tời điện mà. Đấy, thì các bác nào chưa xem đến kênh của bên em thì các bác cho kênh bên em nút like và đăng ký kênh, thì sau các bác có thể theo dõi kênh bên em nhiều hơn. Số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883. Đấy, các bác theo kênh một nút like và đăng ký kênh em Bắc Giang nha các bác nha. Đấy, thì bộ này thì tời điện 12V thì nó bao gồm những cái gì? Đấy, thì em giới thiệu một chút. Đây. 12.000 cáp 1 ly 2 à 1/2. Cáp dài 25m, dài 25m. Còn đây là bộ phận nhả cáp. Khi kéo lên này thì các bác sử dụng điện, còn nếu mà các bác muốn kéo nhanh thì các bác nhả cáp ra, bác kéo một cái là sẽ hết cáp luôn. Đấy, cái bộ phụ tùng này thì nó kèm theo dẫn hướng này, kẹp bình này, điều khiển từ xa nhá, này lên xuống điều khiển từ xa. Đấy. Điều khiển tay, điều liền dây, công tắc móc kéo cáp vải. Đấy, và hộp điều khiển nhá, hộp điều khiển này đây. Và một tờ hướng dẫn sử dụng, và cái này sẽ bên em sẽ bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đấy, nó sẽ đầy đủ hết như này. Đầy đủ phụ tùng hết như này. Đấy. Tời điện. Rồi, thì khi các bác lắp ráp, các bác nhìn như này, các bác lắp ráp nhá. Đấy. Thì ba cái cực màu đỏ này, màu vàng, màu đỏ thì nó sẽ tương ứng với ba màu dây này. Đấy. Vàng, đỏ, đen. Và sẽ một cái cơ ráp cáp màu đen này sẽ ở dưới đáy nhá. Dưới đáy có con ốc, các bác cắn vào dây thừa đấy, các bác cho vào cái dây màu đen này là ok này. Đấy, nó cũng chỉ rất chi là đơn giản thôi. Đấu điện định bình 12V, các bác thích 24V bên em đều có nhá. Đấy, thì bên này bên em giới thiệu sơ qua thôi, còn giá thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Em không phải bảo là các bác bảo là báo giá luôn, tại vì khi các bác gọi đến thì là bên em còn tư vấn thêm cho các bác nữa, thì các bác cứ điện trực tiếp cho bên em và hỏi giá luôn là con tời 12.000 LBS là bao tiền và anh muốn sử dụng như thế nào, thì bên em sẽ tư vấn cho tất cả các anh em. Còn nếu mà anh em muốn chưa biết gắn mà anh em ở gần ấy, thì là bên em sẽ làm cho tất cả anh em là cái giá để anh em gắn vào để sử dụng được cái con tời điện này. Đấy, và đầu xe, đuôi xe hoặc là làm cẩu nhá, thì bên em có cả cẩu quay 360. Các bác vào kênh của bên em có ghi chữ cẩu quay 360 thì là bên em đều có nhá các bác nhá. Rồi, thân ái chào tất cả các bác. Các bác có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em, Quyết Bắc Giang 0364011683. Anh em nhớ cho kênh một nút like, luôn đăng ký kênh nha. Rồi, chào tất cả các bác.